Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nếp Chan và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một trải bài chung với câu hỏi chung của ngày hôm nay, đó là họ đang như thế nào? Và cái nhân vật họ này có thể là bất kỳ ai mà các bạn nghĩ đến. Đó có thể là bạn bè, là người yêu, là vợ chồng, hoặc là người yêu cũ, là một mối quan hệ nào đó mà bạn tò mò, hoặc là vì một cái lý do nào đó bạn có thể bạn không có biết được cái tình trạng hiện tại của họ đang như thế nào. Hoặc là có thể là hai bạn biết nhau vẫn còn nói chuyện, nhưng mà bạn không có chắc rằng người đó liệu họ có hoàn toàn là ổn hay không, hay là họ còn che giấu cái chuyện gì nữa hay không, hay là còn cái điều gì đó mà mình chưa có hiểu rõ về cái con người này hay không. Thì những cái chi tiết đó ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm lời giải. Trong cái trải bài này thì mình sẽ cố gắng xem xét là hiện tại tổng quan họ đang như thế nào. Họ đang có một cái dự định gì đó không? Nếu mà họ có dự định gì đó với bạn hay không? Hay là dự định với cuộc sống cá nhân của họ? Hay là họ đang xu hướng phát triển, hoặc là cái cảm xúc tình cảm gì đó của họ đang xuất hiện trong cái cuộc sống? Thì mình sẽ cố gắng là có cái chi tiết nào thì mình sẽ đề cập đến những cái chi tiết đó ha. Ok, bây giờ bạn nghĩ đến cái người đó, bởi vì ở đây cái đối tượng cũng tương đối là nhiều, không có cố định một ai hết, cho nên bạn có thể chọn nhiều tụ cho nhiều người khác nhau cũng được. Nói chung là cứ thoải mái thôi. Lưu ý với các bạn, bởi vì đây là trải bài chung cho nên có thể là nó sẽ không đúng hết với tất cả các bạn. Các bạn hãy đón nhận trên tinh thần là chọn lọc và đón nhận những cái thông tin có liên quan đến mình. Nếu các bạn cảm thấy không liên quan thì đó có thể là câu chuyện của người khác, và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Ok, và như mọi khi thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn 4 tụ bài theo thứ tự lần lượt là 1, 2, 3, 4. Các bạn hãy chọn một cái tụ bài nào mà các bạn cảm thấy bị thu hút, các bạn cảm thấy thích thú, có thể là vì con số của nó hoặc là vì những cái bát của bộ bài, tùy thôi. Rồi mình sẽ đón nhận cái thông điệp dành cho mình. Một lần nữa, thứ tự là 1, 2, 3, 4. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài thứ nhất luôn nha. Xin chào các bạn, ở tụ bài thứ nhất, hôm nay chúng ta sẽ đến với một trải bài chung với câu hỏi là họ đang như thế nào. Và bây giờ mình sẽ cùng xem câu chuyện của các bạn ra sao nha. Cái người này thì mình cảm thấy ở đây nó có hai cái trường hợp như thế này, gọi là hai cái trường hợp cũng không có chính xác, nhưng mà mình sẽ nói như thế này các bạn dễ hình dung nè. Có nghĩa là cái nhân vật này với các bạn á, hai người có thể là có một cái có thể hai bạn có một cái tình cảm rất là tốt đẹp với nhau. Và cái tình cảm tốt đẹp này nó không có nhất định nó phải là các bạn còn yêu nhau, đang yêu nhau hay là như thế nào. Cho dù các bạn đã chia tay rồi thì các bạn đã từng có một cái tình cảm tốt đẹp thì cái trường hợp này nó vẫn có thể được nói đến ở đây. Và cái mẫu người này có thể là một cái người, ví dụ người bạn lý tưởng, một cái người tình lý tưởng. Nói chung là nó mang một cái màu sắc gì đó, thì mình thấy cái mối quan hệ này nó khá là tốt. Ít nhất là trong cái lúc mà hai bạn, nếu ví dụ hai bạn bây giờ hai bạn đã cắt đứt liên hệ thì ít nhất trong cái khoảng thời gian hai bạn ở bên nhau á, thời gian hạnh phúc á, bất kể đó là cái tình gì, mình tình bạn, tình thầy trò, tình yêu gì đó, thì nó cũng mang lại những cái cảm giác rất là tốt. Thì ở trong cái tụ này thì mình cảm thấy là có khả năng là hai bạn hiện tại đã không có còn trong cái mối quan hệ với nhau nữa, là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á, là có thể cái trọng tâm cuộc sống của cái người này hiện tại bây giờ á, họ đang không có nằm ở trong những cái mối quan hệ khác. Bởi vì trên dưới một cái trải bài như thế này xuất hiện á, thì mình có cảm giác rất là rõ ràng là cái người này nè, hiện tại cái trọng tâm cuộc sống của họ nó là đang tập trung cho họ. Họ đang tập trung rất là nhiều vào cái cuộc sống cá nhân của họ. Thì thứ nhất ở đây mình cảm thấy cái đối tượng này là một cái người mà phải nói là họ giỏi. Họ có một cái năng lực
gọi là có năng lực. Họ có năng lực, họ có cái có thể là có trí tuệ nè, có cái sự siêng năng chăm chỉ, và họ đang có một cái cơ hội gọi là có thời thế để mà họ có thể bước lên được những cái bước cao hơn. Và mình thấy á nha, họ đang trong một cái bước ngoặt của cái cuộc hành trình của họ, có nghĩa là cái con đường của họ nó đang bị một cái thử thách, và cái thử thách này nó yêu cầu họ phải có nhiều hơn cái sự cố gắng, có nhiều hơn cái sự quyết tâm, có nhiều hơn cái sự cam kết về cái giấc mơ, về cái mục đích cuối cùng mà họ muốn đạt thành. Cho nên ở đây mình thấy cái cuộc sống của cái người này hiện tại á, nó đang có rất là nhiều cái áp lực, họ rất là stress, họ có nhiều cái việc mà nó xảy ra có thể nó không có nằm trong cái sự mong muốn của họ. Và mặc dù có thể là họ xử lý được những cái việc đó rất là tốt, nhưng mà bên trong mình á, mình cũng có những cái cảm giác mệt mỏi. Nhưng cái người này họ đang dùng cái từ là căng như dây đàn á, là nó sẽ dễ hình dung cái người này, cái đối tượng này á, đang ở trong một cái giai đoạn là họ đang đi đến cái gần đến cái đích cuối cùng của một cái trạm. Mà các bạn thường thường thấy á, khi mà chúng ta đến gần cái đích rồi á, thì cái khoảng thật ra cái lúc mà chạm đích á, rất là đơn giản, nhưng mà cái lúc mà chúng ta gần đến đó á, thì lúc đó chúng ta thứ nhất là chúng ta đã gần như là kiệt sức rồi, chúng ta đã gần chạm đến cái giới hạn của chúng ta rồi, sức khỏe tinh thần nó đã bị tiêu hao dọc cái con đường chúng ta đua rồi. Cho nên khi mà những cái bước cuối cùng này á, là những cái bước của ý chí, của cái nghị lực, và đây là những cái bước đó là để cho chúng ta bứt phá cái giới hạn nó vốn dĩ nó đang giam cầm chúng ta lại. Cho nên cái người này mình thấy họ đang ở trong cái tình trạng đó, họ gần chạm đến một cái mục tiêu nào đó của họ, mặc dù cái mục tiêu này có thể không phải là một cái mục tiêu đến cuối cùng đâu. Bởi vì cái người này mình cảm thấy họ có thể là một người rất là có tham vọng, và họ có đủ cái khả năng để mà họ có thể mơ một cái giấc mơ lớn. Cho nên cái giấc mơ của họ nó đang ở trên cái mức là họ xong được cái chặng đầu tiên. Và thì bởi vì họ gần xong rồi á, cho nên họ bây giờ giống như các bạn cứ tưởng tượng họ đang đánh con quái vật cuối cùng siêu to khổng lồ, rất là nhiều thứ khó khăn. Và cái tình huống của họ, mình cảm thấy là họ cũng đang trong một cái tình huống á, mà có thể là họ phải chấp nhận cái sự thay đổi. Bởi vì giống như kiểu là bây giờ những cái gì nó cũ nó đã không còn có hiệu quả với họ nữa, cho nên họ đang phải thay đổi, và họ đang thực hiện song song cùng lúc. Một là cái bước là họ buông bỏ cái cũ, và cái bước thứ hai là họ thế chỗ cái mới vào, chứ nó không có cái cảm giác từ từ á. Cho nên cảm thấy ở đây cái không khí cái người này đang bị là đã hơi ngột ngột ngạt á, và cảm giác nhiều là họ họ đang phải gặp quá nhiều cái thử thách. Nhưng mà ở đây á, vẫn có một cái tín hiệu, đó là những cái gì mà họ đang trải qua nó là một cái sự hướng dẫn, có nghĩa là cái con đường họ đi là mình cảm thấy họ vẫn đang đi đúng, và họ đang đi theo một cái bức tranh lớn hơn. Có thể có rất là nhiều người nhìn họ và nghĩ là tại sao họ phải làm như vậy, tại sao họ phải vất vả như vậy, tại sao không đồng ý với cái thực tại đó, hay là tại sao họ lại từ bỏ một cái việc mà họ đang làm ăn thành công, hoặc là một cái mảng thành công để họ đầu tư sang một cái mảng khác. Tuy nhiên cái người này á, bản thân họ có một cái góc nhìn lớn hơn, hoặc là họ có một cái sự hướng dẫn, một cái sự giúp đỡ để cho họ có cái nhìn lớn hơn, để họ có những cái bước tiến tiếp theo trong cái cuộc sống của mình. Thì ở đây á, mình thấy ha, là cái người này họ đang được rất là nhiều cái những cái sự bảo hộ, những cái sự bảo hộ đến từ tổ tiên, đến từ vũ trụ, đến từ những cái vị thần trong cái tôn giáo của họ mà họ theo, hoặc là trong cái đức tin của họ, họ đang được bảo hộ, đang được dẫn dắt rất là nhiều. Và cái cơ hội dành cho họ ở phía trước đó, nó cũng rất là rộng mở. Tuy nhiên cái đoạn đường này thì họ phải cố gắng tập vượt qua. Và cái mấu chốt nhất để họ vượt qua được cái đoạn đường này là họ phải giữ một cái đầu óc là sẵn sàng thay đổi, linh hoạt, và họ phải có một cái sức bền. Đây là một cái bài kiểm tra nhẹ trước về cái sức bền của cái người này. Thì nếu như mà bạn vẫn còn giữ cái tương tác của cái người này á, thì mình thấy có khả năng á, là họ sẽ ví dụ họ nằm trong cái trạng thái họ bỏ bê bạn nè, họ không có hoàn toàn tập trung 100% vào cái khía cạnh của bạn, hoặc là họ là một cái kiểu người mà nhiều khi mình họ hơi bị cáu gắt á. Ví dụ đôi khi bạn nói một cái vấn đề đó nó không có gì hết, nhưng mà nó lại nói đúng lúc mà họ đang khó chịu, họ đang bực bội hay là như thế nào đó, thì họ sẽ có những cái hơi cáu gắt, họ sẽ có những cái khó chịu, những cái lời có thể đôi khi là họ lỡ lời. Thì cái người này là ví dụ như bạn có bị cái trường hợp đó với cái cá nhân này á, thì ở đây mình thấy là họ làm như vậy là không có phải họ ghét bỏ gì bạn, nhưng mà nó nằm ở trên cái tình huống là cái cuộc sống của họ nó đang có nhiều cái sức ép quá. Giống như dạng là bạn có thể hình dung là cái hình ảnh này nè, như họ đang bị đun trên một cái ngọn lửa, phải đun đến đủ cái độ rồi thì cái nó mới có thể chuyển hóa được, giống như kiểu nấu chín thức ăn á, kiểu vậy. Thì họ đang đang đến một cái mức độ chín.
Thì nhưng mà nếu như cái đối tượng này và các bạn nằm trong cái trường hợp mà hai bạn đang có một cái mối quan hệ và bạn vẫn cảm thấy là cái người này họ họ không có nói một cái lời gì quá, nói chung là mọi thứ nó vẫn ổn định á, thì cái người này mình có thể thấy là họ đang có một cái sự cố gắng này á, là nhiều khi họ bỏ bê là chỉ do cái cuộc sống sự nghiệp của họ nó có nhiều cái sự trục trặc hoặc là nó có những cái bước chuyển biến quan trọng. Chứ nếu mà trong thâm tâm cái người này á, thì mình cảm thấy là nếu mà hai bạn vẫn còn giữ cái mối quan hệ với nhau á, vẫn đang là người yêu của nhau á, thì cái người này họ họ có tình cảm với bạn, họ có nhiều cái sự cảm xúc dành cho bạn, nhưng mà tuy nhiên cái người này mình không có cảm thấy họ là một cái người sẽ nói ra, mình không có cảm thấy họ là một cái người sẽ thường xuyên bày tỏ cái điều này đâu. Và có lẽ đôi khi á, có thể là hai bạn có một cái sự chênh lệch nhất định nào đó về cái tầm nhìn hoặc là về cái địa vị xã hội hay là về cái khoảng cách về cái văn hóa, cho nên đôi khi là hai bạn nói ra nhiều khi nó không có khớp nhau, cho nên cái người này có thể cái tình cảm họ giữ ở trong lòng thôi chứ họ không không có nói ra được, hoặc là họ cũng không có muốn nói ra, tại vì nhiều khi nói ra là nó lại không có bày tỏ đúng cái suy nghĩ của họ rồi lại làm ra bạn buồn hay là nghĩ hiểu lầm như thế thì cũng rất là mệt. Cho nên thứ nhất ha, cái người này các bạn tóm lại các bạn có thể hình dung thứ nhất họ là một cái nhân vật, có thể coi là cái cuộc sống của họ đang kiểu như là tổng tài á, giám đốc CEO ở trong truyện á, nghĩa là một cái người mà tập trung vào sự nghiệp, dồn công sức vào sự nghiệp và sự nghiệp của họ đang có những cái bước chuyển biến nó quan trọng và nó hứa hẹn cái thành công. Nếu như bạn có thể là cái người bạn đồng hành với họ trong cái giai đoạn này thì mình cảm thấy là hãy trở thành một cái nguồn động viên cho họ, bởi vì mình thấy họ cũng sẽ gặp khá là nhiều cái khó khăn. Thứ hai, nếu mà bạn với họ đang ở trong một cái mối quan hệ và bạn nhiều khi bạn cảm thấy bị lạnh nhạt hay là bị nhiều dùng một số cái từ mà không có được nhẹ nhàng tình cảm lắm á, thì cái người này mình vẫn có thể nói với bạn là họ vẫn có tình cảm với bạn, tuy nhiên tình cảm thì giữ trong lòng chứ chưa không không có nói ra, và cái sự cáu gắt của họ nó không có đến từ bản thân bạn mà nó đến từ cái việc mà họ đang phải chịu nhiều cái áp lực. Thì nếu mà bạn có ở bên cạnh và bạn thông cảm với họ thì mình nghĩ rằng cái sự nói chuyện giao tiếp giữa hai bạn nó sẽ có nhiều cái sự cởi mở hơn. Và nếu hai bạn bạn có từng có mối quan hệ với người này á, thì đã từng hoặc đang có á, thì mình vẫn thấy là cái đối tượng này là một cái đối tượng họ khá là có nhiều cái sự khác biệt với các bạn. Cho nên các bạn hãy có cái sự mở lòng cởi mở hơn để nhìn nhận về cái góc nhìn của họ, thì cái mối quan hệ nó có thể nó sẽ có nhiều cái sự cải thiện. Nhìn chung ở đây cái người này á, chúng ta đang nói về một cái nhân vật giống như mình đã nói, họ có ước mơ lớn và họ có đủ khả năng để họ có cái tham vọng lớn đó, và cái tham vọng lớn đó đây á, mình cảm thấy rất là nhiều khả năng là sẽ đạt thành, là sẽ được. Mặc dù cái tương lai có thể nó hơi xa một chút, nhưng mà cái người này hiện tại cái đà phát triển của họ mình cảm thấy là nó đang khá là tốt, mặc dù cái cách phát triển nó không phải mang đến một cái gọi là toàn vẹn nhất về cái mặt phát triển linh hồn, nhưng mà nếu mà gọi là phát triển về thế giới vật chất á, về cái công danh sự nghiệp á, thì mình thấy cái người này là khá là tốt. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tô bài thứ nhất. Mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụ bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài thứ hai. Xin chào các bạn ở tụ bài thứ hai. Câu hỏi chung ngày hôm nay của chúng ta đó là họ đang như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện của họ nha. Ok, đối với những cái bạn của cái tụ này á, thì có một cái mình lưu ý đó là mình sẽ tập trung nhiều, nói nhiều về gọi là cái tình trạng hiện tại của họ hơn là về cái mối quan hệ của hai bạn, cho nên các bạn có thể lưu ý cái điểm này ha. Ok. Đối với những cái bạn của cái tụ này á, thì mình thấy cái câu chuyện là như thế này. Cái người trong cái tụ này á, họ ở đây á, họ có thể nằm ở trong cái trường hợp là thứ nhất là họ là có thể là con trưởng hoặc là một cái nhân vật nào đó đang làm một cái ngành nghề nào đó mà gọi là truyền thống gia đình. Cái nhân vật này họ gánh trên vai một cái trách nhiệm, họ đã đang và sẽ tiếp tục gánh trên vai một cái trách nhiệm về một cái gì đó mà mình cảm thấy rất là mạnh ở đây, giống như là cái danh dự của bản thân họ, mà có thể lớn hơn ở đây mình cảm thấy là đó là danh dự của dòng họ.
Ví dụ họ là một cái nhân vật mà gia đình đó là có truyền thống nhiều đời làm bác sĩ, và bây giờ họ là con lớn nhất, thì cái mong muốn của cha mẹ là họ phải đi theo cái nghề bác sĩ, thì họ cũng ok con sẽ đi theo cái nghề nghiệp này. Thì khi mà họ đi theo cái nghề nghiệp này á, thì mình không phải nói là họ không phát triển, cái người này họ cũng phát triển, họ cũng có thể là có nhiều cái sự thành thành tựu ở trong cái sự nghiệp của họ, nhưng mà mình thấy đây rất là nặng nề. Có nghĩa là bên trong họ, sâu bên trong lòng họ có một cái sự yêu thích nào đó khác, có một cái gì đó khác, không phải chỉ là cái nghề nghiệp này, không phải chỉ là cái cuộc sống này. Chúng ta cũng không có loại trừ cái khả năng là ví dụ họ cũng ok, họ cũng thích làm bác sĩ, nhưng mà cha mẹ họ là nhiều đời làm về bên ví dụ như làm về giống như kiểu về Tây y đi, về thuốc men theo kiểu phương Tây, còn họ lại là một người thích nghiên cứu về phương phương Đông chẳng hạn, ví dụ như là các loại thuốc nam hay là châm cứu các kiểu như vậy á. Nói chung ở đây mình cảm thấy á, cái người này đang phải họ phải trải qua một cái việc là họ phải gánh trên người quá nhiều cái trách nhiệm, và cái trách nhiệm này nó đến từ những cái danh dự, từ những cái truyền thống lâu đời, và bên trong họ có rất là mâu thuẫn. Một mặt á, thì họ vẫn tự hào bởi vì họ là một cái người được sinh ra trong một cái gia đình, một cái dòng tộc như vậy. Một mặt khác á, là họ lại cảm thấy không có thích, bởi vì họ cảm thấy họ không có được sống là chính mình á. Và cái cuộc sống này nó đè ép họ đến gọi là những cái tiểu tiết á, những cái chi tiết nhỏ nhất á, nó cũng là đi theo một cái lề thói hoặc là một cái sự sắp xếp nào đó. Và ở đây mình thấy cái người này thường xuyên ở trong một cái trạng thái rất là căng thẳng, họ không có được cái sự nghỉ ngơi, họ hoặc là có thể cái việc mà các bạn căng thẳng về tinh thần á, nó rất là khó để chữa trị. Ví dụ các bạn có thể ăn ngon, các bạn có thể ngủ đủ giấc, nhưng mà cái tinh thần của mình lúc nào mình cũng trong một cái trạng thái nó không có được ổn định, nó không có được thoải mái á, thì nhiều khi nó cũng sẽ tạo ra những cái hệ quả nó không có tốt. Thì cái người này họ đang bị như vậy, và cái người này mình cảm thấy họ đang rất 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 là muốn có một cái khoảng thời gian để họ hạ bớt cái gánh nặng của họ xuống, hoặc là có một cái khoảng thời gian họ họ sống là chính họ, họ sống vì cái tên của họ, vì cái con đường của họ, họ không phải là con của ông A ông B nữa mà họ là chính họ. Ví dụ như là đó giờ họ chỉ luôn được gọi là cái đứa đó là con của ông A đó, cái đứa con đó là con của bà B đó, nhưng mà bây giờ họ muốn được gọi là Nguyễn Văn C hoặc là Lê Thị C chẳng hạn. Ví dụ họ muốn được gọi bằng chính cái tên của họ, bằng cái danh tính của họ, bằng cái con người thật sự của họ. Thì ở đây mình thấy có khả năng á, cái người này trong cái khoảng thời gian sắp tới á, thì mình thấy cái sức chịu đựng của người này cũng gọi là khá tốt á, và bởi vì ở bên trong họ có một cái sự tự hào á, cho nên họ cũng chưa có bị đẩy đến một cái mức là họ phải phá vỡ cái truyền thống này. Cho nên khả năng nhiều ở đây á, là mình thấy là họ sẽ vẫn tiếp tục duy trì trong một cái tình huống là họ sẽ còn gọi là sẽ còn chịu cái áp lực này và sống theo cái mong muốn và cái ý muốn của người khác. Tuy nhiên thì có một cái hiện hiện trạng nó xảy ra á, là mình thấy là có thể sắp tới á, một số cái mối quan hệ của cái người này nó sẽ sụp đổ. Lý do sụp đổ đó là bởi vì họ cái mối quan hệ của họ với bản thân họ đang không có ổn, họ đang không có một cái cách nhìn rõ ràng về việc họ muốn cái gì, họ là con người như thế nào á, cho nên những cái mối quan hệ xung quanh á họ sẽ rất là khó để mà có thể thấu hiểu được hay là có thể có một cái cách quan tâm yêu thương đúng đắn đối với một cái người khác. Cái thứ nhất, cái thứ hai ở đây á là mình thấy có khả năng là họ đang có rất là nhiều cái việc họ phải lo, cái trách nhiệm này nó càng ngày càng nặng thêm, cho nên họ cũng là không có đủ thời gian để mà họ có thể quan tâm chăm sóc hay là chia sẻ thêm những cái câu chuyện đối với các bạn. Và sắp tới nếu bạn với người này ở trong một cái mối quan hệ nào đó thì mình thấy có khả năng là dừng lại ở cái mức có thể là thường xuyên là nhắn tin gọi điện với nhau thôi, chứ gặp mặt thường thì nhiều khi là cũng khó có cái cơ hội để mà gặp mặt, để mà có nhiều cái sự trò chuyện hay tương tác trực tiếp với cái người này, mình cảm thấy họ bận. Nhìn chung á, thì cái người này á, mình cảm thấy là gọi là nếu mà có gọi là có một cái ngày nào đó mà họ bứt phá cái những cái chuyện này để mà họ đi tìm cái danh tính của họ hay không á, thì mình thấy cũng hơi khó. Đó là cái câu chuyện về cái việc mà nếu mà bạn không có bị đẩy đến đến đúng cái vực á, thì bạn sẽ không có biết là mình có thể bay được. Cho nên thành ra cái sức ép của cái người này á, nó vẫn luôn ở trong cái phạm vi chịu đựng của họ, và giống như kiểu họ cứ vì ở trong lòng họ cũng có một một số cái danh dự này nọ, cho nên thành ra họ cũng là cố gắng nới lỏng cái sự chịu đựng của bản thân mình. Thì trong một khoảng thời gian dài hơi hơn nữa, cái người này họ như thế nào á, thì cũng còn
Nhiều cái yếu tố khác để mà chúng ta có thể suy nghĩ. Nhưng mà trong cái tương lai gần á, mình thấy cái xu hướng phát triển của người này là họ sẽ tiếp tục nằm ở trong một cái mối quan hệ gọi là trong một cái mối quan hệ phức tạp với những cái tính kế thừa công việc của dòng họ của họ, những cái cuộc sống cá nhân của họ và cái cuộc sống tình cảm của cái người này á, có thể thứ nhất là khá đơn đơn giản, khá là gọi là khô khan, mình cảm thấy như vậy á. Và cái đối tượng này thì họ sẽ tiếp tục nằm trong cái trạng thái bị stress, và cái sự stress này nó không có biểu lộ ra bằng cái việc họ giận hay như gì hết, nhưng mà họ lại biểu lộ một cái cách là mình thấy là họ lại lại bắt đầu nhìn nhìn mọi thứ dưới một cái góc độ là tiêu cực á. Họ lại bắt đầu bơm cái mầm mống của sự ghét bỏ, những cái sự phiền phức tiêu cực vào trong những cái sự vật mà họ nhìn thấy xung quanh. Chứ không phải kiểu như là họ bực, họ stress xong họ họ la lên hoặc là họ như thế nào để họ giải tỏa, nhưng mà họ lại bắt đầu nhìn mọi thứ với một cái ánh nhìn nó không có được lạc quan thiện cảm. Thì cái người này mình cảm thấy họ đang đang ở trong cái trạng thái như vậy. Thì cái giây phút hiện tại nè, mình thấy là cái người này họ đang được trao cho một cái cơ hội để họ nhìn nhận lại, giống như là bây giờ những cái gánh nặng đặt lên vai họ nó đang xô đến một cái điểm để cho họ có một cái lần nhận thức là mình đang có một cái gánh nặng đó. Nhưng mà cái việc họ nhận thức như vậy rồi họ làm cái gì tiếp theo hay không á, thì đó lại là một cái câu chuyện khác. Và mình cảm thấy là sẽ khá là uổng nếu mà họ bỏ qua cái cơ hội này á. Mình thấy họ đang được trao một cái cơ hội khá là tốt. Nếu như bạn vẫn còn tương tác với cái đối tượng này, bạn vẫn trong một cái mối quan hệ với người này, thì mình nghĩ rằng hai bạn nếu mà cái tình huống có liên quan thì có thể trò chuyện với nhau và có thể chia sẻ thêm nhiều hơn để cái người này họ có nhiều cái sự thoải mái và hạnh phúc hơn trong cái cuộc sống của họ. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ hai. Mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụ bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ ba. Xin chào các bạn ở tụ bài thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một trải bài chung với câu hỏi là họ đang như thế nào. Hãy cùng xem câu chuyện của họ nha. Cái đối tượng này ở đây á, thì bữa nay mình thấy mình toàn gặp những cái ca mà căng thẳng. Cái đối tượng này của các bạn ở đây á, cái nhân vật họ này nè, họ đang trải qua một cái khoảng thời gian rất là khó khăn trong cuộc sống của họ. Thứ nhất, có thể họ lâm vào một cái mối quan hệ ba người và cuối cùng á, là người ta không chọn họ, có nghĩa là họ bị phản bội. Họ bị phản bội, họ bị cắm sừng, nói chung là cái kết quả cái mối quan hệ của họ nó không có được như ý, và họ gọi là sao hơn, họ cảm thấy mệt mỏi. Về chuyện tình cảm thì nó đã không đâu vào đâu rồi, mà cái tình cảm này nó không phải một cái tình cảm bình thường, nghĩa là nó không phải là chơi cho vui, mà nó là một cái tình cảm mà có thể họ rất là đầu tư, họ chờ đợi, họ theo đuổi, họ trông ngóng, họ làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà cuối cùng á, những khi mà họ nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc á, thì cái kết quả lại không có như mong muốn, họ lại bị cắm sừng, họ lại bị phản bội, họ lại bị bỏ rơi. Có thể dùng, mình thấy có thể dùng cái từ đó. Và ở đây họ cảm thấy rất là, mình thấy họ rất là tức giận á, họ rất là tức giận, họ rất là bực bội, nhưng mà cái những cái nỗi tức giận này của họ nó không có được giải phóng. Mình không rõ lắm tình huống của cái người này như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy cái sự bực bội này nó lại bị nén vào bên trong á, nó nén lại giống như là một cái cục lò xo và nó đã chực chờ nổ gì đó, kiểu như vậy á. Và cái sự giận dữ này của họ nén vào bên trong á, từ từ nó khiến cho họ là chuyển cái sự chán ghét, từ cái việc mà chán ghét cái người gây ra tổn thương cho mình á, nó biến thành cái việc chán ghét chính bản thân họ, và nó gây ra một loạt những cái hệ lụy khác ở trong cái cuộc sống của họ. Thì khả năng người này ở đây á, có thể là họ không những bị phản bội về mặt tình cảm, mà có thể trong công việc đó, họ cũng bị cuốn vào những cái drama không có cần thiết, họ bị cuốn vào những cái tình huống như là đồng nghiệp nói xấu nhau hay là đặt điều đặt chuyện để nói ra những cái việc mà mình cảm thấy không có thể nào chịu nổi, kiểu như vậy á. Mình cảm thấy là nằm trong cái dạng đó, hoặc là cũng có thể là về cái việc giống như hiện tại đang có dịch nè, thì cái công việc của họ nó không có được ổn định, họ bị cắt giảm lương, họ bị cắt giảm biên chế,
nhìn chung cái người này á, mình cảm thấy họ đang ngấp nghé một cái ngưỡng mà ở đó họ cảm thấy họ không có đủ điều kiện để họ sống, họ không có đủ điều kiện để họ tồn tại. Có nghĩa là cái ý thức và cái sự tồn tại của họ về những cái vấn đề đơn giản như là ăn mặc ở, sự an toàn, sự vỗ về của họ nó không có được đáp ứng. Cái người này á, mình thấy có khả năng nhiều là họ nằm, khi mà có cái trải bài này thì mình thấy một cái hình ảnh giống như kiểu họ nằm chán nản trong cái phòng của họ, họ không có làm gì hết. Họ không muốn làm gì hết bởi vì họ quá chán rồi, họ quá mệt mỏi với cuộc sống rồi, họ không có muốn làm gì hết á. Mỗi ngày họ phải cố gắng tìm một cái niềm vui, tìm một cái ý nghĩa cho cái cuộc sống. Và mình thấy cái người này họ 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 tương đối là tiêu cực. Trong cái cá nhân của họ có rất là nhiều cái vấn đề, có thể họ có những cái vấn đề về nổi giận nè, cái sự giận dữ á, họ không có kiểm soát được cái cơn giận của họ. Hoặc là họ đã từng là nạn nhân của những cái sự giận dữ vô cớ trong quá khứ đến từ gia đình, bạn bè hoặc dòng họ của họ. Họ có những cái vấn đề về niềm tin, những cái vấn đề về giá trị bản thân, cho nên khi những cái vấn đề này với bản thân họ họ không giải quyết được. Thì khi mà bạn không giải quyết được một cái vấn đề nào với bản thân bạn á, thì chính cái vấn đề đó nó sẽ được phản ánh lại trong một cái mối quan hệ khác hoặc là trong cái cuộc sống xung quanh bạn. Cho nên cái người này mình có thấy họ đang rối nùi, họ đang kiểu năng lượng tiêu cực nó đang chiếm quá nhiều trong cái cuộc sống của họ. Mà cái gì giống nhau á nó sẽ thu hút nhau, họ càng tiêu cực thì cái trải nghiệm cuộc sống họ nó sẽ càng tiêu cực, để nó củng cố thêm cái niềm tin rằng cái cuộc sống tôi là một cuộc sống tệ. Bạn tin cái gì thì vũ trụ sẽ gửi đúng cái đó tới. Vũ trụ là công bằng, không phải là không có gọi là, nếu mà bạn tin á thì sẽ gửi đến đúng vậy, chứ không có chuyện là bạn tin nhưng mà không đâu, tôi sẽ gửi cái khác để cho bạn được an ủi. Đúng là chúng ta sẽ có những cái sự an ủi, nhưng mà phần lớn thời gian chúng ta sẽ nhận được đúng chính xác những cái gì mà chúng ta tin. Đó là một cái quy luật rất là cơ bản của vũ trụ. Thì với những cái lá này ở đây á, thì mình thấy á, là các bạn cần phải giải phóng nhiều hơn cái con người của mình. Những cái các bạn ở đây là họ đó nha, cái nhân vật họ này á, thì mình thấy là nếu mà mấy bạn là bạn của cái người này á, thì có thể rủ họ đi chơi một cái môn thể thao nào đó, hoặc là cùng họ đến đi dạo. Nói chung là mình thấy cái con người của họ cần phải được vận động để cho những cái chỗ mà ứ tắc năng lượng ở bên trong họ được 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 nó được khơi thông, hoặc là nó được chuyển hóa, hoặc là nó được chuyển sang bớt một cái dạng gì đó khác. Thông thường á, khi mà chúng ta vận động á, thì chúng ta có làm vận động là một cái hình thức để chúng ta xả bớt cái nguồn năng lượng ở bên trong chúng ta, để chúng ta có được cái sự điều chỉnh. Mặc dù mình không khuyến khích những cái hình thức vận động như kiểu là đấm đá hay như thế nào, vận động lành mạnh, đạp xe, đi bộ, chạy bộ, tập gym chẳng hạn. Ví dụ có những cái hoạt động lành mạnh như vậy á, kéo họ ra khỏi cái trạng thái là bế tắc. Mình thấy cái người này họ đang bế tắc và họ đang không có tin những cái điều tốt đẹp trong cái cuộc sống. Nếu như bạn là người quen của họ, bạn bè của họ, thì mình thấy cái người này á, bạn bạn nên an ủi, vỗ về họ theo những cái cách á, là hiện tại họ đang có những cái sự không có được tin vào bản thân mình á. Cái nền tảng của cái niềm tin của họ đang rất là lung lay. Bạn ví dụ như chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể trò chuyện nhau nhiều hơn, hay là dẫn người này đi ăn, hoặc là ví dụ họ đang có một họ đang không có công việc, hoặc là công việc họ đang có một cái vấn đề gì đó. Nếu mà bạn cảm thấy giúp được thì mình thấy các bạn có thể giúp họ, để cho họ trước nhất là họ ý thức được về cái sự sống, ý thức được về cái giá trị của cái sự tồn tại của họ trước đã. Mình thấy là làm cái việc đó trước, thì mình nghĩ rằng cái nhân vật này nếu mà cái tình huống nó tệ hơn như thế này, hoặc là bạn cảm thấy nhiều cái mà nó có liên quan á, thì nếu mà có thể thì bạn có thể gợi ý cho họ làm một số cái kiểm tra tổng quan về mặt tinh thần, để coi thử là họ cảm thấy có ổn hay không, hoặc là có những cái sự giúp đỡ trò chuyện với những cái người mà họ tin tưởng chẳng hạn, giúp cho họ kết nối với những cái nhân vật mà có nhiều cái lời khuyên tốt, lời khuyên hữu ích dành cho họ, thì cái nhân vật này mình cảm thấy là sẽ dần dần khá lên. Cái người này thì cũng không có đến mức độ quan trọng, quên, nhầm 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 nha, mình nói nhầm đó. Cái người này không có bị đến cái mức độ
nghiêm trọng đến cái mức mà họ sẽ làm ra những cái hành động xấu, nhưng mà cái mầm mống của cái việc mà tự hủy hoại cơ thể hoặc là những cái ý định về nó không có được lành mạnh, hay là những cái suy nghĩ nó tiêu cực về cái sự tồn tại của họ, thì mình thấy nó đã bắt đầu nó hình thành rồi. Và mình nghĩ rằng á, chúng ta nên, nếu các bạn là bạn của cái người này, quan tâm đến họ, thì có thể có những cái sự chia sẻ, trò chuyện nhiều hơn để cái nhân vật này họ bớt họ gọi là họ hiểu được và họ nhận ra được rằng họ có cái kết nối với cái cuộc sống này không phải chỉ bởi những cái mối quan hệ đã tan vỡ mà còn bởi những cái mối quan hệ hiện tại, hoặc là bởi gia đình của họ. Ví dụ như cái người này họ bị đứt cái kết nối thực tại á, là do họ bị phản bội trong tình cảm nè, họ bị công việc không có ổn định nè, những cái thất bại trong cuộc sống á, dễ làm ta đứt cái liên kết với cái thực tại này. Thì thông qua việc là chúng ta đi với bạn bè, chúng ta nói chuyện với bạn bè hoặc những người chúng ta yêu mến á, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta vẫn còn liên kết với cái thực tại này thông qua cái sự liên kết với những cái người khác, chứ không phải chỉ là những cái người đã rời bỏ ta. Nó sẽ có nhiều cái sự giúp đỡ hơn, nó sẽ có nhiều cái sự chuyển biến tốt đẹp và tích cực hơn. Ok, đó là những gì mình nhìn thấy nha các bạn ở tụ bài thứ ba. Mình hy vọng là mang được những thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụ bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài sau. Ok, giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ tư. Xin chào các bạn ở tụ bài thứ tư. Với cái trải bài chung ngày hôm nay của chúng ta, đó là họ đang như thế nào. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của họ nha. Đây là một trong những cái tụ bài mà mình cảm thấy khá rõ ràng là cái tụ này á có một cái mối liên hệ tình cảm nào đó với bạn, hoặc là mối quan hệ của hai bạn khá là thân thiết, mà mình vẫn nghi nhiều về khía cạnh là tình yêu. Những cái tụ bài khác thì không thấy rõ ràng lắm, nhưng mà cái tụ này là một trong những cái tụ bài mà rõ ràng nhất á. Thì ở trong cái tụ bài này á, cái nhân vật họ này họ đang như thế này. Các bạn có từng nghe những cái câu chuyện về một cái người mà họ quá thông minh, họ quá tự tin, xong cuối cùng là họ lại lại bị những cái sự tự tin đó hại, cái sự thông minh nó hại. Các bạn có thường hay nghe những cái câu chuyện như vậy không? Có như kiểu như ở đây cái nhân vật này á, là mình thấy họ là một cái người, cũng là một cái người rất là có khả năng, một cái người thông thái thông minh. Cái trường hợp này gần gần giống như một cái tụ nào phía trước, hình như là tụ số nhất. Nhưng mà cái sự thông minh của cái người này ở đây á, là có khả năng nhiều là họ thông minh bẩm sinh. Cảm giác như là họ bẩm sinh họ đã có một cái tiềm năng nào đó, hoặc là một cái khả năng nào đó nó vượt trội, nó nhỉnh hơn những người khác. Và may mắn cho họ là họ có những cái sự phát triển nó phù hợp để cái tiềm năng này á, nó sẽ trở thành một cái công cụ giúp cho họ có được nhiều cái thành công, nhiều cái sự thoải mái trong cái cuộc sống của họ. Và cái nhân vật này á, tuy nhiên cái nhân vật này á, họ cũng sinh ra bẩm sinh với một cái sự tự tin. Nó rất là tự tin luôn á, mình cảm thấy cái người này cực kỳ tự tin luôn. Mà tự tin đến cái mức á, mà nhiều khi là mang đến cho người khác cái cảm giác là cái người này họ 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 bị gọi là bị độc đoán á, bị chuyên quyền á. Một số trường hợp mình thấy ở đây khả năng là họ sẽ mang đến cho đối phương cái cảm giác đó. Cái cảm giác kiểu như họ lấn át, họ lúc nào cũng là phải là người nắm bắt, họ phải là cái người dẫn dắt, chứ họ không có chấp nhận những cái trường hợp ngược lại. Cái nhân vật này cũng có thể là biểu hiện là cứng đầu nè, không có nghe người khác nói, không có nghe những cái gì người khác khuyên, họ chỉ tin vào cái trực giác của họ. Không gọi là trực giác thì cũng không chính xác lắm, bởi vì cái người này mặc dù mình cảm thấy cái trực giác của họ mạnh, nhưng mà họ là một cái con người tương đối là lý trí, tương đối là logic, có những cái thích kiểm soát nè. Họ là một cái người á, mà cuộc đời của họ có thể có một cái kế hoạch, mà cái kế hoạch này là do họ đặt ra nha, họ cũng vui vẻ với kế hoạch này chứ cũng không có đến mức độ nào. Và cái kế hoạch này nó nhiều cái nó họ kiểm soát rất là chặt chẽ, họ không cho bất kỳ một cái khả năng nào khác những khả năng đó xảy ra.
Họ nhất định phải lên làm được công ty đó, nhất định phải có được cái mức lương đó, nhất định phải đạt được cái điều đó. Nó rất là fix, có nghĩa là mọi thứ nó cố định như vậy, nó không có thể thay đổi được. Và cái người này á, mình thật ra mình cảm thấy một cái người mà có cái tính như vậy á thì trước sau gì trước sau gì các bạn cũng sẽ nhận được một cái bài học, đó là chúng ta càng cố gắng kiểm soát bao nhiêu á thì cái sự việc đó lại càng mất kiểm soát bấy nhiêu. Nó là một cái hiện tượng rất là hiển nhiên và phổ biến. Thì cái nhân vật này hiện tại mình đang thấy họ cũng hơi hơi hiểu cái điều đó rồi đó. Hơi hơi hiểu cái việc mà kiểm soát nhiều quá thì sẽ không được gì hết. Hoặc là những cái kế hoạch của họ đang bị lộn tùng phèo lên, nó lung tung lên, nó không có nằm trong dự định. Có thể bạn cũng là một cái yếu tố không nằm trong dự định của họ, kiểu xẹt qua đời họ và họ kêu là trong tầm từ 20 đến 25 tuổi tôi sẽ không có yêu đương để tôi tập trung cho công việc. Nhưng mà đến 21, 22 bỗng nhiên bạn xẹt vô đời họ, xong bạn ở trong đó luôn, họ không có kiểm soát được cái chuyện đó, họ bực bội. Rồi không phải bực bội bạn mà là bực bội cái sự mất kiểm soát đó, cái người này họ bị như vậy á. Hoặc là họ làm hai công ty, hai mức lương như nhau, đãi ngộ thì thậm chí cái công ty mà họ đang làm việc đãi ngộ tốt hơn thế này thế nọ, nhưng mà trong cái mục tiêu của họ, họ phải làm ở cái công ty mà không nhận họ, bây giờ không có được nhận cái công việc đó, họ bực kiểu như vậy. Nói chung là cái người này họ phải học nhiều hơn cái bài học về cái việc là buông lỏng cái sự kiểm soát ra. Và tự tin là tốt, nhưng mà tự tin đến cái mức tự kiêu á thì nó lại là không tốt. Thì cái người này mình, nhưng mà được một cái người này á thì mình thấy họ khá là thật. Thật ở đây có nghĩa là họ không có ngại cho người khác biết cái ý kiến của họ, cái ý kiến, cái quan điểm của họ. Họ có đây có là một những người có thể rất là lý trí đến cái mức á, họ nói là ok, hiện tại là tôi với cậu á là chúng ta quan hệ với nhau là bạn, gọi là gọi là chúng ta có những cái quan hệ vật lý với nhau và chúng ta có những cái quan hệ thể xác với nhau và chúng ta duy trì một cái mối quan hệ như vậy là ổn rồi, tôi không có nhu cầu muốn tiến xa hơn hoặc là tôi chưa nghĩ đến cái chuyện tiến xa hơn. Cái này mình không có nói là họ nói với bạn nha, nhưng mà có thể ví dụ họ là một cái người như vậy á, họ rất là lý trí và họ rất là sống thật. Ví dụ bạn có thể bạn hỏi với họ là bạn nói họ là cậu thấy cái công việc hiện tại tôi đang làm sao, thì cái người này có thể họ nói nhiều cái câu mà kiểu cái công việc hiện tại của cậu đang làm á, thì theo tôi thấy là nó cũng khá thôi chứ nó cũng không có phải là tối ưu nhất, và cái mức lương đó thì tôi cảm thấy là cũng hơi khó để cậu có thể mua nhà mua xe, đại đại loại như vậy. Những người này họ nhiều câu là nói ra nghe nó không có được êm tai, và họ có những cái đánh giá nó hơi bị thiên lệch do cái kinh nghiệm cá nhân của họ và cái cuộc sống cá nhân của họ. Và cái người này ở đây á, mình cảm thấy ha, nếu mà họ với bạn ở trong một cái mối quan hệ thì thứ nhất á, bạn có một cái đặc điểm gì đó rất là thu hút họ về vẻ bề ngoài, ví dụ như là một cái mòng mắt nè, một cái mái tóc, một cái làn da, một cái vóc người, những cái thứ đó nhỏ nhỏ như vậy thôi á, nhưng mà nó có thể tạo được những cái sức thu hút khủng khiếp. Và cái người này là họ bị thu hút rất là mạnh bởi những cái yếu tố đó, những cái yếu tố về cái dáng vẻ bề ngoài của bạn, hoặc là bạn có cái gu ăn mặc thời trang họ thích. Có những người họ thích con gái là mặc cái đầm đó đẹp thì đại khái là bạn được như vậy, hoặc là những người thích nam mặc áo sơ mi trắng, bạn là người như vậy. Tuy nhiên ở đây mình vẫn phải nói á, là cái vấn đề về cái sự phát triển về tình cảm và sự cái sự phát triển về cái mặt yêu thích về thể xác á, nó không có cân bằng. Có nghĩa là ở đây nếu mà nói về cái mức độ tình cảm của họ với bạn á, thì cái tình cảm nó mới mới chớm nở thôi, nó cũng còn rất là mới, nó là những cái hạt giống thôi chứ nó chưa có một cái gì gọi là sâu sắc. Cho nên ở đây ha, mình nghĩ là bạn nên biết biết về cái ý định của họ trong mối quan hệ này, mặc dù nhiều khi mình nghĩ là họ cũng nói rồi đó, nhưng mà có đôi khi nếu bạn không rõ thì mình đây mình có thể nói là cái tình cảm của bạn với người này cũng mới thôi. Hai bạn có thể có những cái hoạt động rất là thân thiết với nhau, nhưng mà điều đó nó cũng có thể là nó chưa nói lên được gì hết. Và một lần nữa đây là trải bài chung, cho nên cứ lựa chọn những cái thông tin nào phù hợp ha. Có thể là nó không đúng hết với tất cả mọi người, và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Quan trọng nhất vẫn là cái cảm nhận các bạn. Thì cái người này á, đây là một cái dạng người á, chúng ta hay đùa là sinh ra để đứng trên đỉnh nhân sinh. Nhưng mà cái dạng người này nó chỉ có hai trường hợp thôi. Một là họ rất là thành công, hai là họ té xuống dưới đáy vực. Người này mình không có nghĩ là họ cam tâm sống một cuộc đời bình thường, sống một cuộc đời tầm thường đâu. Họ sẽ sống một cuộc đời huy hoàng, mặc dù là
cháy sáng rực rỡ mãi mãi hay là lụi tàn thì cái người này họ cũng sẽ sống một cái cuộc đời như vậy. Cho nên nếu bạn là một cái người bạn đồng hành với họ thì mình nghĩ là đây là một cái khía cạnh mà bạn nên nên biết. Và nếu mà bạn quen họ thì có thể đôi khi là sẽ khá là ngột ngạt á, vì người này là một người cuồng kiểm soát. Người này cực kỳ thích kiểm soát. Và nếu như mà họ không kiểm soát bạn á, gọi là họ buông thả bạn hoàn toàn á, không có một cái ý hoàn toàn nào của bạn á, thì rất có khả năng họ chưa có quy hoạch bạn vào cái những cái thứ gọi là của họ. Và với cái một cái đối tượng như thế này á, thật sự mình nói với các bạn thật sự luôn á, đây là một cái điển hình của cái kiểu người á mà họ rất yêu bản thân của họ. Mình phải nói vậy, họ rất yêu bản thân của họ. Họ sẽ ưu tiên những cái thuộc về bản thân của họ trước. Và cái sự ưu tiên ở đây á, cái sự rất yêu bản thân ở đây á, nó không chỉ là có nghĩa tích cực như chúng ta vẫn hay nói là love yourself first nha, nó vẫn mang những cái nghĩa tiêu cực á, nó vẫn mang những cái sự không có được tốt ở trong đó. Nhưng mà họ là một cái dạng người như vậy, họ là một cái kiểu người như vậy, hoặc là trong cái tương lai gần á, họ hơi khó để mà có thể thay đổi được. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụi bài thứ tư. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụi bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và cái trải bài này nó cũng sẽ kết thúc ở đây. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn có một cái gợi ý trải bài nào hoặc là có điều gì muốn tâm sự nhắn nhủ thì các bạn có thể để lại comment hoặc là liên hệ với mình qua những cái kênh cá nhân mà mình đã để link ở bên dưới. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại.